Để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, sáng ngày 19 tháng 7 năm 2021, Đảng ủy xã Lâm Phú đã tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đến toàn thể cán bộ đảng viên các chi bộ trên địa bàn. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng của nghị quyết. Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sau mỗi kỳ đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã phân tích làm rõ những điểm mới trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để cán bộ đảng viên trên địa bàn nắm rõ. Đồng chí nhấn mạnh, đại hội được tổ chức thành công rất tốt đẹp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn quân, toàn dân để vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Những điểm mới trong nghị quyết đại hội được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phân tích truyền đạt tại hội nghị, bao gồm chủ đề của đại hội, xác định mục tiêu của đại hội. Đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Những điểm mới về đánh giá kết quả và hạn chế, mới trong cách tiếp cận, xác định mục tiêu và tầm nhìn phát triển, điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội 13 của Đảng đã thông qua rất nhiều những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, xác định mục tiêu phát triển đất nước không chỉ cho nhiệm kỳ mà tầm nhìn đến năm 2030-2045. Sau khi được tiếp thu những nội dung chính và những điểm mới của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đảng ủy xã Lâm Phú cũng như mỗi cán bộ đảng viên sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, để nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.